chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Tám Giác Mạch và series cuối cùng tại nhà em Mì làm nhà. Thì sau khi mà Tám Giác Mạch chiếu cả video mà bán giao nhà cho em Mì thì qua tâm sự thì cũng được biết em Mì còn thiếu khá là nhiều đồ, nên là chú Phi Huỳnh Hùng lại để bác ơi rất cho cái viên đá này vào rất là công thì chú Phi Huỳnh Hùng lại tiếp tục đồng hành cùng với Tám Giác Mạch. Đấy. Hôm nay thì lại một lần nữa Tám Giác Mạch quay trở lại, đây là sau 2 ngày rồi nha mọi người nhé. Thì là đã tiếp tục nhận được cái món quà của bác hai vợ chồng bác Phi chú Phi Huỳnh Hùng ở bên Australia. Bác ấy lại tiếp tục gửi tiền để gửi những cái món quà thiết thực đến với em mình. Đó là bác mong muốn mua là đệm thì là 2 giường, 1 giường 1,5 m, 1 giường 1,6 m. Thì là mình vẫn mua 2 đệm này. Ali. Hai đệm, 1,5 m, 1,5 m, 1,6 m, 4 chăn, 2 chăn mùa hè và 2 chăn mùa đông và 4 cây gối. Ngoài ra thì còn một số món quà lớn nữa đang được ô tô trở lên. Hiện tại thì chưa đến. Thì trong nữa Tám Giác Mạch cũng lại tiếp tục chia sẻ tới quý cô bác anh chị những cái món quà tiếp theo. Đây. Cứ để tạm đi. Em mở ra xem trong này có những gì. Cháu cảm ơn bác nhé. Có nhà nước đấy bác ơi. Lại xuống đây mua. Vâng vâng. Thiếu gì cháu lại qua nhà bác. Đây là 2 cái chăn mùa hè nhé. Đây chăn thu hè đây. Mùa này mình đắp chăn mỏng mỏng như này thôi. Nó không nóng lắm đâu. 2 chăn. 2 chỗ ngủ thì 2 chăn. Còn 2 cái chăn to là mùa đông. Đây là 2 cái ga nhá. Mình giải đệm ra là mình phải phủ cái ga này lên đấy. Hiểu không? Chắc không hiểu đâu đúng không? Hiểu. Đây rồi, 4 cái gối. Thì mỗi giường 2 cái nhá. 2 cái chăn mùa đông thì mấy nữa em để với cái đệm. Đệm bây giờ nếu mà em ngủ thì ngủ, không ngủ thì để trên này này. Mùa nào lạnh thì mình mang ra ngủ. Như anh không ngủ đệm đâu mà mùa này ấy. Ôi, chuột gì này, gì có chuột. 4 gối, 2 ga, 2 chăn mùa hè, 2 đệm. Chiếu thì có rồi, không mua nữa. Nhà uống nước đã bác. Vâng, thế cháu cảm ơn ạ. Nhà uống nước đã bác. Cháu cảm ơn nhá. Đây, cái này thì mùa đông hãng dùng nhá. Cái này bây giờ không phải dùng đến đâu. 2 cái chăn hơi là to. Thì trong cái quỹ tiền của bác Phi Huỳnh Hùng thì là mình mua thêm 2 cái món quà nữa. Một món quà sẽ để góc này và một món quà sẽ là bộ bàn ăn cơm uống nước. Đó. Thì trong nữa là xe đến thì mình sẽ đến và chia sẻ với tất cả mọi người. Em thích ngủ đệm thì em trải đệm ra ngủ luôn được. Đó. Còn chăn thì chăn ấm thì không cần. Cái này chăn thu hè này. Cái này là bây giờ ngủ với đắp cái chăn này là hợp lý này. Mỏng mỏng.
6 cái. Nặng phết. Đặt ngang lên. Đây là cái món quà mà khi nãy thằng Giang Mạch có chia sẻ với mọi người đấy, là mua thêm một cái tủ đựng quần áo 3 buồng và 3 cánh 2 buồng và một cái bàn inox và 6 cái ghế ngồi để là ăn cơm hoặc là khách đến mà tiếp khách uống nước cũng được. Rồi trong nhà thì hiện tại chỉ dùng bàn nhựa thôi, là chưa ổn. Hôm nay thì rất là may, mấy anh chị này là ở nhà nên là vẫn nhờ được, không thì là không có ai giúp luôn. Đấy, nhà là cái chỗ xanh xanh kìa mọi người. Đường này thì là đường bê tông nhỏ thì không thể nào mà đi. Để dễ hơn đợt nhà vợ chồng trẻ nhiều. Đấy, xong thì một hai người chạy theo sau nữa thì là không sợ rồi. Cho ta mà.
đơn giản một tí nào. Đợt hai anh em mình cùng anh Thắng Minh Hiếu lên nhà và hai vợ chồng trẻ cũng vậy, vào ban đêm nữa, đâm ra là rất là khó chuyển. Cái tủ nhựa này thì có trọng lượng là khoảng 40 cân, đâm ra là khá nặng. May là ở đây còn đường nó thuận lợi thì nó dễ hơn. Phương cởi bên này đi Phương. Dây co. Này mà chờ đi xa đúng rồi. Cái tay mỏi lắm nhờ. Yên Minh thì nãy chở ô tô thôi chứ sao mà chở xe máy được. Chở là phải có chú ngồi chứ. Đúng rồi. Bỏ tay. Đúng rồi, thả nhẹ bên em mỉ xuống. Bên em mỉ là bên chân. Đấy, thả nhẹ xuống. Ừ, đi học về rồi à? Đâu về anh? Đi ruộng về à? Được, mình nghiêng xuống cho vào góc này, dưới đồng hồ này luôn. Cho vào đây thì cái đồng hồ sẽ chuyển lên đây hoặc chuyển dịch một chút cho nó đẹp. Sáng nay thì anh định mua cái bé về để vào vừa cái buồng của em, nhưng mà nếu mà như thế thì sẽ không đẹp. Bởi vì là nhà em là 3-4 người nên anh mua cái tủ rộng tí cho các em có chỗ quần áo ấy. Nếu mà mua cái hai cánh cũng được, nhưng mà hai cánh thì nó được đựng được ít quá.
Từ từ nhá. Vừa không? Vừa. Đúng vừa chuẩn luôn. Mà thiện. Ui. Thả chỗ cũng được mà, nền gạch trơn mà. Đấy. Kéo dần dần. Rồi bây giờ nhấc được rồi. Hẳn lên trên này đi. À. Không như thế phải để mở được cửa tủ nhé. Đây em mở xem nào. Bài trí như thế có đẹp không? Ừ. Đấy. Để thế thôi nhỉ. Góc này mấy nữa em để một cái gì đấy nữa vào cũng đẹp. Còn bộ bàn ghế hai anh chị chưa đến à, quá đẹp. Nó ta tổ xe tụi chị tư cháu là giày này cũng được mà. Để vào góc kia Phương. Góc kia nhỉ. Đây là Hiếu. Em chú út nhỏ nhất trong nhà. Kia là em cô. Cứ để hẳn góc kia đi anh, tí nữa mình đặt cái bàn ở góc kia nữa là đẹp. Bóc cái xanh xanh ra. Cái này thì để trong này, còn cái bàn xanh bên nữa em chuyển vào bếp để làm bàn ăn cơm nhé. Cái này thì để đây ăn cơm cũng được mà khách đến mình tiếp nước nữa. Ở đây góc này thôi. Đây, góc này này. Đây, 6 người ngồi thôi mà. Pha chè, pha nước, các thứ khách đến là cứ ngồi đây. Tại vì là tiền là mua đồ không đủ nên là không mua bộ bàn kia. Bộ bàn ghế kia là 5 triệu cơ. Bộ bàn ghế ấy, gỗ ấy. Thế là anh mua bộ này. Bóc cái xanh xanh ra. Đây nó là một lớp cái dính. Rồi xếp ghế vào gọn gàng nhá. Đấy thì anh trao đổi lại với em là món quà của một chú, cô chú ở bên Australia, chú Phi Huỳnh Hùng ấy. Hôm trước thì anh đọc thì em cũng biết là chú đấy cũng ủng hộ em mười mấy triệu, 20 triệu cơ. Đấy, hôm nay thì chú xem được lại tiếp tục giúp em những cái món quà. Thứ nhất là cái tủ để mình quần áo cho nó gọn gàng, mấy nữa là treo quần áo vào trong đấy nhá. Ngăn dưới thì có thể là mình để những cái quần áo nào mà ấy, quần áo ấy mình để trên ngăn trên.
còn hai cái đệm thì bây giờ em ngủ thì em cứ lắp vào, sau đấy là giả cái ga lên, anh mua ga rồi, còn không thì để mùa đông nằm cũng được. Chăn thì cái chăn to là của mùa đông, còn cái chăn mỏng là của mùa hè. Bốn cái gối là hai cái giường, là chia đều ra hai cái giường. Còn bộ bàn ghế này, 6 cái ghế và một cái bàn này là để em ngồi tiếp khách uống nước hoặc là gì đó. Còn cái bàn xanh hiện tại này này và mấy cái ghế này thì em mang vào trong bếp để mình ăn cơm nhé. Ăn cơm ở trong bếp, đừng có ăn cơm ở trong nhà, rớt ra nhà này này, quét khó. Đây là những cái gì mà hôm nay anh đến anh để trao tặng tay, món quà của chú Phi Hùng đến với em Nhỉ. Thì đây là cái những cái món quà cuối nhất rồi, và cũng là cái chuyến trở lại cuối nhất. Còn sau này thì là có vấn đề gì hoặc là mình đi qua, mình sẽ lâu lâu mình sẽ đến thăm tình gia đình xem là như thế nào, thay đổi gì không, hoặc là sau này chồng em về thì là anh sẽ lên trao đổi xem là thế nào. Còn đến bây giờ thì là cũng đã trao xong cái món quà đến với gia đình em Mỉ rồi. Thì một lần nữa cũng Tam Giác Mạch cũng được mong muốn gửi lời cảm ơn tới chú cô chú Phi Huỳnh Hùng đã có những cái món quà thiết thực đến với gia đình em Mỉ. Thì chúc cô chú sức khỏe và thành công hơn nữa trong cuộc sống, để tiếp tục những cái món quà đến với các mảnh đời, các hoàn cảnh khác ở khắp các vùng miền. Đó. Mỗi bên 6 cái. Để bên kia đi Hiếu. Đó. Để bàn nước chè các thứ lên đây. Ống điếu thì để trong bếp ấy. Nhà mình không có ai hút thì tốt nhất là ném ống điếu đi. Rồi. Là cháu cảm ơn cô chú chứ không phải em nhá. Rồi thì Tam Giác Mạch xin phép dừng cái video này tại đây thôi. Hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và tất cả mọi người ở trong những cái video tiếp theo và những trong những cái hành trình tiếp theo ở trên cao nguyên đá cũng như là channel Tam Giác Mạch này. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.